nay tính bơm về thêm một mấy con bơm tầng áp cao nha anh em. Đây bốn bộ mới về, đẹp mới tinh luôn. Đây là 15 kW áp 69m 48m3 trên giờ nha anh em. Còn đây là 11 kW áp 70m 26m3 trên giờ. Hàng đẹp nguyên đinh, đây là hàng Kawamoto của Nhật nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mà mua bơm tầng để tưới tiêu bơm đẩy áp cao thì liên hệ mình nha. Đây là hai bộ Hitachi 10 ngựa áp 64m 15m3 trên giờ, tất cả là hàng nguyên rinh nha. Còn đây là bộ 15kg hàng Evera áp 65m 42m3 trên giờ. Đây là bộ inox 22kg, cái này tua nhanh nha anh em, áp 75m 60m3 trên giờ. Anh em mà có nhu cầu mua bơm nước thì liên hệ mình, mình bán các loại bơm nước Nhật Bản nha. Đây, mới về mới bộ này đẹp rinh luôn.